Xin kính chào toàn thể các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em đến thăm công ty AV Việt Nam và quay giới thiệu với các bác là các cái mẫu tủ máy của hãng là CF. Giá các cái mẫu tủ này thì nó cao hơn các mẫu tủ phổ thông một chút. Thì đây là tủ này là tủ 12 có mixer nhá. Đúng nhỉ? Không biết là có đúng. Cái này gần có mixer. Đây là có mixer. Còn đây là tủ có tích hợp là tủ này 16 nhỉ? Tích hợp công tắc bên ngoài thì các bác muốn quét ra quản lý nguồn. Cái này là tủ, hình như là tủ 16 có mixer. Đây có chốt khóa mở lên trên là có mixer đây. Tủ này tủ 16 này có mixer. Còn đây là tủ 12 chuyên cho các bác làm dự án công trình, con liền luôn công tắc để các bác đấu vào quản lý nguồn, bấm ngoài nó sẽ chạy luôn. Tủ của công ty CF nhá. Tủ này hơi nhiều tiền đấy. Đắt hơn các mẫu tủ các bác mua trên thị trường hơi bị nhiều tiền đấy các bác ạ. Cái này thì chắc hôm nào review sau thôi, chứ bây giờ rất là vội nên là tạm thời không review ngay được. Tủ thì cũng chả có gì đâu. Bây giờ bóc cái này ra review được nhưng lại không có cái màng ở đây còn lại. Ok. Thì các bác nào quan tâm đến mẫu tủ này thì liên hệ trực tiếp nhé. Giá em không công khai được, hết sức thông cảm. Tất cả là đều là tủ xịn, tủ cao cấp đấy, không phải tủ rẻ đâu. Tủ rẻ thì nó sẽ rẻ hơn rất nhiều, tủ rẻ bao giá luôn. Hẹn là các bác trong clip lần sau nha.